bắt giữ nghi phạm chặt đầu hàng xóm, chém lìa đốt ngón tay công an. Người dân kinh hoàng phát hiện thi thể người đàn ông không đầu, nên cấp tốc báo công an. Nghi phạm, một người hàng xóm của nạn nhân, ngay sau đó bị bắt giữ. Ngày 8 tháng 4, cơ quan chức năng công an thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tâm, 48 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Sa Đéc, nghi phạm liên quan đến một vụ giết người. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 7 tháng 4, người dân ngụ khóm 3, phường 3, phát hiện thi thể người đàn ông bị mất đầu trong khu vực, nên báo công an địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an khẩn cấp điều tra. Lần theo dấu vết tại hiện trường, công an đã tìm được bộ phận đầu người, cách thi thể nạn nhân khoảng 25 mét. Nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn, 67 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, gần nhà của nghi phạm Tâm. Theo vết máu tại trường, công an đã lần tìm đến căn nhà của Tâm đang khóa chặt cửa ngoài. Lực lượng công an đã vận động, thuyết phục Tâm ra đầu thú, nhưng Tâm vẫn trốn trong nhà, cầm hung khí cố thủ. Công an đã tìm cách phá cửa xông vào nhà Tâm. Lúc này, trên tay Tâm cầm hai cây dao chém, đâm lại lực lượng thi hành công vụ. Trong lúc khống chế Tâm, Trung tá Trần Văn Minh, trưởng công an phường 3 đã bị Tâm chém đứt lìa hai đốt ngón tay phải và một vết chém sâu trên cánh tay phải. Hiện Trung tá Minh đã được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau bầu đức, bầu thắng đòi bỏ bóng đá vì tiền của VBF bị dùng sai. Ông Võ Quốc Thắng tuyên bố có thể không còn dính dáng đến câu lạc bộ Long An nếu như tiền của VBF bị dùng không đúng mục đích. Sau cuộc gặp mặt với Bầu Tú ngày 3 tháng 4, nhưng khuyên nhủ bất thành, Bầu Thắng tuyên bố hội đồng quản trị xài tiền của VBF thì tôi không tài trợ cho Long An. Ông Võ Quốc Thắng nói thêm, tôi không tuyên bố bỏ bóng đá như Bầu Đức vì tôi không có đội bóng. Bây giờ, tôi chỉ tài trợ cho câu lạc bộ Long An, chứ không còn làm chủ. Tuy nhiên, tiền của VBF được xài không đúng, thì tôi nghĩ tài trợ cho Long An. Tôi đem tiền đi làm những việc giúp ích cho xã hội, còn tốt hơn là làm bóng đá một cách vô lý như thế. Nguyên nhân khiến cho Bầu Thắng đòi nghỉ tài trợ cho câu lạc bộ Long An là VBF, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, mua chiếc xe ô tô có giá 1 tỷ 180 triệu đồng hồi cuối tháng 2 năm nay. Chiếc xe này được phục vụ cho thường trực VBF, gồm ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VBF, Trưởng Giải, và ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hiện tại, người đang sử dụng là ông Trần Mạnh Hùng, vì Bầu Tú có xe riêng, nên rất ít dùng chiếc xe mới mua. Đáng nói, ông Trần Mạnh Hùng cũng đang được VBF thuê nhà cho ở Hà Nội, để làm việc. Một điều cực sốc là việc mua xe mới của VBF không thông qua ban kiểm soát của VBF. Đây là một điều gây khó hiểu vì VBF chi hơn cả tỷ đồng để mua xe, nhưng đến trưởng ban kiểm soát cũng không biết gì, vì không được thông báo. Bầu Thắng cho rằng chuyện mua xe là bậy, xài tiền không đúng và không hợp lý, vì VBF đang có hai chiếc ô tô ở Hà Nội. Việc mua thêm xe là không cần thiết, trong khi các đội bóng ở hạng nhất còn rất khó khăn về kinh phí hoạt động bóng đá. Thời còn làm chủ tịch VBF 6 năm, Bầu Thắng đi kiếm từng đồng tài trợ, không dám đụng đến một lít xăng của VBF. Ông Thắng lo cho các đội bóng hạng nhất và bóng đá Việt Nam gặp khó khăn trong việc kiếm tiền, vì 100% các đội tiền chi nhiều hơn là thu vào. Tôi phải đi xin hai chiếc xe ô tô để anh em đi công tác, còn bản thân tôi đi chỗ này chỗ kia làm việc cho VBF đều tự túc. Ăn uống, đổ xăng cũng tiền túi của tôi. Thậm chí, tôi còn hỗ trợ cho VBF hàng chục tỷ đồng trong thời gian đảm nhiệm cương vị chủ tịch VBF, Bầu Thắng trải lòng. Do vậy, Bầu Thắng buồn trước những gì đang diễn ra ở VBF. Thời của ông Thắng tiết kiệm từng đồng bạc, thì những người kế nhiệm vừa lên được mấy tháng đã sắm xe mới bằng tiền của VBF. Bây giờ, nếu hội đồng quản trị tiếp tục xài tiền của VBF thì Bầu Thắng sẽ bỏ rơi câu lạc bộ Long An, đứa con tinh thần mà ông Bầu này có gần 20 năm cưu mang, đổ không biết bao nhiêu tiền bạc để làm bóng đá. Trước Bầu Thắng, Bầu Đức tuyên bố bỏ bóng đá nếu Bầu Tú không bỏ bớt ghế ở VBF và đắc cử chức phó chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ 8. Với tư cách là một người bạn sát cánh cùng nhau vì bóng đá Việt Nam, ông Thắng nói, tôi nghĩ Bầu Đức trong lúc nóng nảy đòi bỏ bóng đá này kia, chứ đam mê như anh ấy không dễ nói bỏ là bỏ đâu. Tôi từng hỗ trợ thêm tiền để trả lương cho huấn luyện viên Calito lúc dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam,
nên tôi hiểu anh Đức. Anh ấy bỏ tiền túi chi 2 năm tiền lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo, thì phải có cái tâm lớn, bên cạnh cái tầm đi tìm bằng được thầy giỏi vì cái chung cả. Tôi luôn tin bầu Đức hay nói thẳng ruột ngựa chứ không để bụng, và không ác ý, không có ý làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi có nói bầu Đức là góp ý thì cứ góp ý công tâm, chứ không nên bỏ bóng đá. Tôi nghĩ anh em cũng sẽ lắng nghe những điều hợp lý thôi. Lý do không ngờ khiến bầu Đức từ chối tranh cử chủ tịch VFF. Bầu Đức từ chối tranh cử ghế chủ tịch VFF vì quá chán nản với VFF và đã biết trước kết quả bầu cử. Trong đợt gia hạn giới thiệu ứng viên vào ban chấp hành VFF khóa 8 cuối tháng 3 vừa qua, bầu Đức đã được đề cử vào chức chủ tịch VFF cùng với các ông Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Công Khế, Cấn Văn Nghĩa, Lê Quý Phượng được đề cử trước đó. Thế nhưng ông bầu này vẫn một mực giữ nguyên quyết định rút lui khỏi VFF và sẽ không tham gia ứng cử. Ông đã quyết định ngay lập tức sau khi được giới thiệu ứng cử ghế chủ tịch VFF. Tôi xin cảm ơn những ai đã giới thiệu tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ rút lui khỏi VFF ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ 7. Thực sự tôi thấy vấn đề nhân sự ở Đại hội VFF tới đây có nhiều vấn đề, và cách mà tôi phản ứng vừa qua là vì bóng đá Việt Nam, chứ không phải vì cá nhân mình, ông Đức nói. Bầu Đức khẳng định chắc chắn ai sẽ là chủ tịch VFF, ai là phó chủ tịch phụ trách tài chính khóa mới. Tôi đã biết chắc 100% ai sẽ trúng ghế chủ tịch VFF và phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Đại hội còn chưa bỏ phiếu, nhưng đã có sự sắp đặt như vậy thì còn bầu bán gì, ông Đức khẳng định, và cho rằng việc VFF bổ sung một số ứng viên mới chỉ là động thái che mắt dư luận, và mọi thứ đã an bài. Tiểu ban nhân sự đại hội của VFF cho biết, các tổ chức thành viên có quyền giới thiệu, còn ứng viên có ra tranh cử ở đại hội hay không tùy thuộc quyết định của mỗi người được đề cử. Đỗ Mỹ Linh, Bảo Anh bị ném đá, ai mới xứng, để yêu Bùi Tiến Dũng. Tin đồn Bảo Anh, Bùi Tiến Dũng hẹn hò chưa được xác định thực hư, nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1992 ngay lập tức bị ném đá trên mạng xã hội. Chuyện Bảo Anh bí mật cặp kè thủ thành U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng, hiện vẫn chưa có thêm bằng chứng xác đáng nào trong những giờ qua. Thế, nhưng giọng ca sống xa anh chẳng dễ dàng bắt đầu bị ném đá trên mạng xã hội. Các fan hâm mộ của chàng thủ môn quốc dân, xem ra không muốn anh thuộc về bất kỳ cô gái nào, dù cô ấy có xinh đẹp, tài năng, giàu có, nổi tiếng, ngoan ngoãn tới đâu. Suốt từ đêm qua, cư dân mạng sôi sục lên vì hai trường phái. Một phía nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng chứng minh Bảo Anh, Bùi Tiến Dũng hẹn hò. Một bên ra sức phỉ báng với yêu cầu hãy để cho Bùi Tiến Dũng được yên thân, bởi Bảo Anh chỉ có thể là bà nội, hoặc chị em kết nghĩa của Bùi Tiến Dũng mà thôi. Vậy là sau Minh Tú, Angela Phương Trinh, Đỗ Mỹ Linh, đến lượt Bảo Anh bị ném đá vì dám quen với Bùi Tiến Dũng của hàng triệu cô gái Việt. Nhưng cũng không ít người thắc mắc, fan của chàng thủ môn quốc dân mong cầu gì, ở một cô gái sẽ trở thành bạn gái của anh trong tương lai. Thôi thì cứ cho Minh Tú với Angela Phương Trinh hơi hư đi, nhưng Đỗ Mỹ Linh còn bị chê kia mà. Đường đường là Hoa hậu Việt Nam kim Hoa hậu nhân ái thế giới, gia đình phố cổ nền nếp, học thức cao, xinh đẹp, kín đáo, sạch sẽ không tì vết. Thế mà Đỗ Mỹ Linh bị chỉ trích hám danh khi vô ý dính vào Bùi Tiến Dũng. Mà chỉ là nói chuyện bông đùa dăm ba câu trên mạng, và đi sự kiện thì được ban tổ chức sắp xếp ngồi gần chàng thủ môn điển trai thôi đấy. Chứ nói gì đến Bảo Anh, người được Bùi Tiến Dũng theo dõi trên Instagram, và nhấn nút yêu thích mỗi ngày. Nếu Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng là một cặp, thì hẳn đến cặp Thủy Tiên, Công Vinh còn thua về sự xứng đôi. Bảo Anh quá xinh đẹp, gợi cảm. Dù Bảo Anh sinh năm 1992, hơn Bùi Tiến Dũng 5 tuổi, nhưng không hề có một sự chênh lệch nào về ngoại hình giữa hai người. Thậm chí vóc dáng nóng bỏng, khỏe khoắn và quyến rũ, cùng chiều cao vừa phải của Bảo Anh còn rất cân xứng với vẻ ngoài nam tính của chàng thủ thành cao 1m84. Bảo Anh lại là ca sĩ nổi tiếng có thực lực. Cô thành danh từ sân chơi giọng hát Việt 2012, từng bước gây dựng tên tuổi bằng tài năng của mình, chưa từng vướng tin đồn cặp kè đại gia nào. Bảo Anh từng chia sẻ, cô bị không ít đồng nghiệp trong giới chỉ trích là chảnh, nhưng cô không phủ nhận. Bảo Anh bảo vì cô đi lên bằng khả năng của mình, chưa từng làm điều gì khuất tất, hay chiêu trò gì rẻ tiền, để có danh tiếng hiện tại, nên cô tự thấy tự tin, kiêu hãnh về bản thân. Bảo Anh cũng không phải cô tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, từng rơi vào túng quẫn, lại sống thiếu thốn tình cảm của người cha, nên Bảo Anh luôn trân
trọng giá trị của tình yêu và hôn nhân. Một cô gái như thế, chắc chắn sẽ biết cách giữ người đàn ông bên mình nếu anh ta xứng đáng. Hiện tại, mặc dù sở hữu sự nghiệp thành công, cùng khối tài sản đáng mơ ước, Bảo Anh vẫn sống trong ngôi nhà giản dị cùng mẹ và em gái. Cô rất ít khi phô trương hàng hiệu. Khi sắm được món đồ đắt tiền yêu thích nào, Bảo Anh đều dùng đi dùng lại, chứ không phải chỉ mua cho sang như nhiều ngôi sao hạng A khác. Sự giản dị này của nữ ca sĩ chẳng phải rất tương đồng với Bùi Tiến Dũng hay sao? Thêm nữa, một cô gái giàu có và nổi tiếng như Bảo Anh, chắc chắn sẽ không bám vào danh tiếng và tiền bạc của chàng thủ môn U23 Việt Nam, vì cô ấy có thừa rồi. Thế, nhưng, có lẽ sự hâm mộ dành cho Bùi Tiến Dũng của cộng đồng fan túc cầu quá lớn, nên đòi hỏi của họ ở cô gái sánh đôi với anh cũng quá cao chăng? Tuổi tác của Bảo Anh cũng được đem ra giễu cợt, trong khi Bùi Tiến Dũng mới 21 tuổi, chẳng lẽ phải cặp kè với những cô bé 17, 18 non nớt mới xứng hay sao? Rồi Bảo Anh bị chê vì từng có tình cũ là Hồ Quang Hiếu, hay việc thường xuyên có những bức hình bỏng mắt, hay quá khứ từng đi 3 năm 16, 17 tuổi. Nhưng hẳn đó cũng chỉ là cách mà fan muốn giữ riêng Bùi Tiến Dũng cho mình thôi. Chứ ngoan đến mức học đại học còn không được bố mẹ cho đi làm thêm, quần jean rách còn không được diện như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, mà vẫn bị cho là không xứng kia mà. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.